Quý vị sẽ thắc mắc, sẽ hỏi: ủa sao Kiệt nói chuyện được với mấy chư Phật được vậy? Thì bởi vì Kiệt mới nói Kiệt cũng giống như quý vị nha, giống như người thường, như mọi người, nhưng mà có một chút xíu đặc biệt. Kiệt nói chuyện được rất là nhiều, gần mấy trăm vị luôn á. Tại vì quý vị thấy cái thế gian này bây giờ cũng bất thường, thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh cũng bất thường, thằng bự để thua nhỏ, Trung Cộng sắp sửa chiếm hết trái đất, hôm nay trở thành sắp sửa là chia năm xẻ bảy á, cái gì cũng lạ hết. Kiệt cũng là người lạ, người lạ mới biết được những chuyện trên thế gian này như là một vở kịch, một trò hời, để mà nhắc nhở tất cả các lãnh đạo, tất cả các con dân, những người hữu duyên biết lúc nào các chư vị cũng xung quanh mình trên đầu ba tấc là đầy đủ hết, không thiếu gì nào hết nhau à. Đó là Kiệt lạ là lạ chỗ đó, Kiệt biết được nhiều chuyện là do bề trên cho Kiệt biết. Còn cách thức mà Kiệt tiếp xúc mấy vị làm sao á, người trong tâm linh mới hiểu được, còn người không phải tâm linh nó có nói cỡ nào họ cũng không có hiểu. Nhiều cách để Kiệt tiếp xúc lắm. Rồi có người của mình, người nào cái tâm tốt và người nào có biết tu tập là cái hào quang sáng hơn. Không phải một vị mang chức hòa thượng là hào quang sáng. Ở chùa kia có chùa mà mỗi lần kiết hạ là 500-700 tăng ni, Kiệt nhìn thấy đa số mấy ông thầy hào quang xám bịch, không có sáng gì hết trơn á. Mà ông nào mà sáng giỏi lắm, một vòng, vòng rưỡi là dữ rồi. Kiệt có 7 vòng hào quang, mà trong khi mấy thầy một vòng cũng không có nữa. Chỉ có một cái Kiệt không, cái gì không có là tóc. Kiệt có tóc chứ Kiệt không có được mặc áo vàng thôi, chứ hồi xưa cũng muốn à. Thầy Kiệt nói cái gì mới tin phải không? Còn mặc áo này nói không tin phải không? Nửa đời nửa đạo. Có một cái là quý vị phải thừa nhận, Kiệt có bao nhiêu tiền Kiệt cũng đem ra hết, Kiệt không của riêng thành của chung hết. Kiệt không có biết là cái gì gọi là lấy của người khác mà về phần mình có lợi mà có hại cho người, Kiệt không bao giờ làm chuyện đó. Đó là có một cái khác, Kiệt không bao giờ biết tính toán hơn thua mà ăn trận ăn gạt của người nào. Cái nào mà người nào mà xấu quá, tánh tình dữ quá, Kiệt thấy không đủ duyên, Kiệt cũng vẫn là bạn hai với bay thôi, chứ Kiệt cũng không có làm gì ai hết. Cho nên á, người nào mà ghét Kiệt hay là nói xấu Kiệt hay là xuyên tạc hay là gì đó, người đó thật là quá vô lý, mà nói là phải nói cho đúng. Cho nên từ bi không có kẻ thù, và cũng Kiệt không có làm gì để cho mọi người phiền lòng hết. Kiệt biết người xấu Kiệt cũng đâu lên đây nói người nào đâu. Kiệt mà nói xấu cái làng này á, Kiệt còn hơn bà Nguyễn Phương Hằng nữa, đưa danh sách ra hết luôn á. Ở đây đa số họ đó, cái lòng tham còn nhiều quá, giàu mà còn tham. Quý vị nên nhớ nha, cái người giàu á, không cần biết họ trong nhà băng có mấy tỷ đô, nhưng mà cái tánh mà ích kỷ á, vẫn là ích kỷ. Họ vẫn tính toán từ đồng từ cát đó nghe, nó khác nhau á. Có người mà chịu chơi, có nghĩa là tánh tình rộng rãi, thì giàu cho họ có 5.000 đô trong túi, nhưng mà đến lúc mà họ cần phải giúp người á, họ có thể móc ra 4.000 họ giúp. Cũng có nữa đó. Cho nên cái lòng, cái trái tim bự á, nó không có tính theo trong cái bank account, trong cái số tiền nhà băng mình có là bao nhiêu. Cái tánh vẫn là cái tánh đó. Kiệt mà như đang ở Hà Nội, thí dụ Kiệt là đang ở Hà Nội nha, Kiệt đi kiếm cái dấu này Kiệt đeo, lấy miếng gỗ, miếng thiết gì đó cắt để đeo, rồi lên tắm rửa sạch sẽ, ngồi tịnh tâm. Nếu biết đọc kinh tốt, không biết đọc kinh thì ngồi bàn cửu quyền tịnh tâm.
suy nghĩ coi chuyện này nói gì đúng không. À, nhiều khi được vậy là mà cứu mạng á. Và đồng thời á, có tiền nhiêu á thì đổi gì cũng được, lơ mơ cái thành bằng giấy á. Nói vậy thôi chứ không có phải là nói gì sai à. Mấy vị đừng có nói kiệt chùa hẻo. Tiền có thành tiền giấy sao kỳ vậy. Ừ, bây giờ có giống giấy không? Giá vàng là trên thế giới ở đâu cũng giống nhau, tại sao Việt Nam lại mắc hơn gấp đôi? Nhiều đó là cũng là giấy, là kỳ cũng nói trúng rồi. Rồi mình suy nghĩ ở bên kia bây giờ nó sáng giờ nó rần rần bắn lên mười mấy trái hỏa tiễn, quân đội kéo rần rần bao vây nguyên cái đảo Đài Loan. Quý vị nghĩ là tập chứng binh hù á hả? Hù mà làm vậy á, cho tốn xăng, hù rồi cứ đi rút quân để cho mất mặt hả? Tới đó rồi quê rồi đâu có muốn về nữa, chơi luôn. Cho nên mình cũng phải thủ ở Việt Nam á, quân đội cũng phải có một chút chuẩn bị, máy bay đồ cũng đổ xăng đầy đủ phải không, coi cái bình đồ máy đồ có nổ không, tàu hải quân đồ cũng chuẩn bị một chút, đạn đồ cũng coi, súng đạn đồ coi cái bóp cò đó, có nổ không nữa, để lâu ngày không có xài á, chuẩn bị hết, dân cũng phải chuẩn bị, chính quyền cũng phải chuẩn bị. Mà ở sau lưng đó, cái thằng 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 em Hussein của mình ở vùng Hà Tiên á, nó để đâm vô ngang hông lưỡi lê nghĩa là xong, nhiều khi trái bom bắn không chết mà lưỡi lê để cái chết á. Mà mỗi lần á mình nói chuyện mà mình nói thẳng quá thì cũng không được, mà nói bóng bóng gió gió thì không biết có ai hiểu không ta. Mà cái này là sinh tử thiệt á. Thì hôm nay cũng năm mấy tuổi, tất cả mọi thứ, cả Phật Di Lặc mà xuất hiện, núi Cấm á, ở dưới á, có đền vàng điện ngọc thiệt á, có mỏ lớn nữa, thì tất cả mọi thứ đều xảy ra trong đời kiếp. Còn Đức Thầy sẽ xuất hiện chắc chắn luôn. Quý vị coi, ngài đừng có tưởng ngài mất, chuyện nói thiệt, thường tiếp xúc với sư phụ thường xuyên mà làm sao mất được, mất thiệt đâu dám đây nói hoài đâu, đúng không? Bộ mặt thì cũng đâu phải dày dày với những dư luận viên để độ nó. Chỉ còn về cái chuyện mà uy tín, kiệt làm gì có, kiệt có đầy uy tín, kiệt đâu có để mà mất uy tín đâu. Tỷ phú ở Mỹ không có làm gì sai hết mà đi nói cái chuyện phong dương không có, kiệt không ai tỷ phú mà đi nói chuyện không có đâu quý vị, không có rảnh đâu á.